Thưa các bạn, nhà thơ Nguyễn Duy có bộ ba bài thơ nổi tiếng Theo Thể Tự Do. Bài thơ đánh thức tiềm lực với những suy tư về tiềm lực và tương lai của đất nước. Bài thơ Nhìn Từ Xa Tổ Quốc trăn trở về những trì trệ bất cập mà ông mắt thấy tai nghe trong thời kỳ bao cấp. Bài thơ thứ ba viết khoảng năm 1998 mang tên Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, vẫn cùng thi pháp với hai bài thơ trước nhưng chủ đề rộng hơn, những suy nghĩ về thiên nhiên, không gian và tương lai con người. Trước thềm ngày giỗ tổ Hùng Vương, xin mời các bạn nghe bài thơ này. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Quả đất nóng dần lên, tầng ozone có vấn đề gì đó. Sọ dừa gặp vấn đề trì trệ, tri thức nhồi vào, tri thức cứ phòi ra. Mắt vấn đề toét, tai vấn đề ù, bất an vấn đề giấc ngủ. Sâu dày đang vấn đề cánh đồng, rừng cây vấn đề cháy và trụi, nón hành khất ngã vấn đề xó chợ, kẻ lang thang vấn đề bụi đời, lộn nhộn hành tinh vấn đề đẻ và đói, chiến trận tuôn vấn đề đỏ lòm. Chó cứ sủa, người cứ đi, những con đường đầy vấn đề ổ gà. Những nhịp cầu trông chênh quá tải, vấn đề nay mai sập bất cứ lúc nào. Những giống người tham gặm nhấm cả đất trời, vấn đề ngày kia thiên nhiên ăn thịt cuốc. Vấn đề nước cầm đầu lũ lụt, vấn đề lửa thủ phạm hỏa hoạn. Khủng hoảng thiếu thần linh, khủng hoảng thừa yêu quái. Đại loạn thay, cái thiên hạ rắc rối. Vấn đề tầng ozone cả thôi. Lục bục bụng dạ sôi, ruột gan vấn đề gì đó. Nghe chừng lục phủ ngũ tạng đều cọt kẹt, sida giác quan, ung thư toàn thân. Không thể nói rằng ta bất cần, ta cần sống và cần đủ thứ. Cần dinh dưỡng, cần khí thở, cần giấc mơ, nõn ngọn rau xanh. Cần phút lặng thinh mặc niệm những mối tình quan họ, những người tình không giao phối bao giờ. Thất xà ngóc cổ trong hũ rượu, nọc rắn tuần hoàn bổ âm bổ dương. Độc trị độc nhộn nhạo huyết quản, lúc nhúc hổ mang khè hang hốc xương. Gần đây ta ngại ngại đi ra đường, dù chả để làm gì, ta muốn ngồi một mình. Vu vơ một mình, trống rỗng một mình, ta sờ sợ nơi nào nhiều khôn vặt ít thông minh. Ta nhờn nhợn cái há mồm vĩ nhân tôm cá, khạc đủ đồ nghề thằng nọ con kia. Ta mặc cảm cái bóng đèn điện không có điện, lủng lẳng trần nhà thường làm ta giật mình. Ta ngan ngán bóng quan hoạn giả thiến giả đạo, vừa ăn hoa hồng vừa xơi hoa đào. Những phường buôn cứt bán chó, nợ khó đòi thì làm gì nào. Những bất ổn đầy rẫy thì đã sao, thì làm sao? Có người thách ta đánh nhau, ta bảo ta yếu rồi,
ta lại không có võ. Có kẻ thách ta chửi nhau, ta bảo ta vừa bị mất trộm cả sọt từ ngữ. Có đứa thách ta nhổ vào mặt nó, ta bảo ta hết đờm rồi. Ta chúi mũi hà hơi lên trang bản thảo, hô hấp nhân tạo những con chữ khó thở. Ta khao khát tiếng hát run rế, không kiểm duyệt, không biên tập. Ta ao ước cái bay chim chóc, không hộ chiếu, không biên giới. Chó già giữ xương, mèo già hóa cáo, ta già, ta hóa trẻ con. Thiêng liêng thay khoảng lặng cô đơn, người hóa thánh chỉ khoảng khắc ấy. Nóng quá, trằn trọc quá, tầng ozone có vấn đề gì đó. Quả cũ kêu xương ươn ướt dĩ vãng, tiếng cũ rạch trời rơi từng giọt bầm đêm. Giấc mơ mệt thiêm thiếp chiêm bao trắng, loạn quả ma nhảy nhót trước thềm. Thử nhập đồng khúc tăng gô quỷ, chợt thấy mình thối giữa từ từ. Kèn trống rỗng mọc móng mọc vuốt, gầm gừ đèn lân tinh nhờ nhợt. Ú ớ mồ hôi, chân lỡ nhảy, phải nhảy, cứ nhảy. Bước nhảy này tư duy thị trường, kinh doanh xác mình dù giá thầm rẻ mạt. Quả có mua, ta bán trọn gói, hoặc bán từng phần trước khi thối giữa. Cú có mua, ta chấp nhận hạ giá, chấp nhận cho trả góp từng phần. Như kiểu bán từng phần rừng bể núi sông, từng khúc ruột đất, từng mẩu mặt, bằng từng miếng địa ốc. Thời buổi thị trường mọi việc đều có thể, có thể nước này mua trọn nước kia, có thể lập những tập đoàn siêu quốc gia, những quốc gia mất nước từng phần. Cái xác ta thì có nghĩa lý gì? Ta tự tháo khớp và tự bán. Chuyện xưa ông lão Kiết dạy con, khi cha chết xả xác cha mà bán. Ta thì phải tự tay làm lấy, sợ các con chia chác không đều. Tự đọc điếu văn soạn sẵn vĩnh biệt mình, tự giải thoát một thời mộng mị. Cuốn gói hồn đi kinh tế mới, vầng trăng cấy lúa trồng khoai, kim mộc thủy hỏa thổ. Ta đi đây, kinh tế mới vũ trụ vượt tầng ozone đang có vấn đề. Ngôi sao xa xôi bất ngờ đổi ngôi, ánh sao băng chợt đỏng đẫm hố mắt. Ngọn gió thông thường lay ta tỉnh giấc, khí thở thông thường thoi thóp lại ta rồi. Ta bịch về mặt đất bất ổn, nhố nhăng đến chết nết không chừa. Lại lục bục bụng sôi, lại ruột gan vấn đề gì đó. Lại thừa nhớ những mối tình quan họ, những người tình không giao phối bao giờ. Lại đi đưa những đám ma từ ngữ, xác chữ chôn đời nghĩa địa giấy vô hình. Lại khốn khổ với sọ dừa tỉ trệ, nhồi tri thức vào, tri thức cứ phỏi ra. Lại cầu nhau quả đất nóng dần lên, nghi tầng ozone có vấn đề gì đó.
Ta lững thững xách sọ dừa đi chợ, tìm chú vịt tàu lai thím vịt xiêm. Ẩn sĩ tỏa thiền giữa chợ, gia vị ê hề những chua chát đắng cay. Những quàng quạc đành đạch âm nhạc, những cua ốc nghêu sò nguồn thi hứng tràn đầy. Cứ thế bình tâm cân bằng dần các thứ, ngà ngà say men chợ thường ngày. Cứ phảng phất thơm chùa những hồng hào má, những thắm cười tươi như hoa nhà ai. Cứ ấn tượng bàn tay bậc thầy mổ cá, bái phục giáo sư vặt lông vịt thiên tài. Tiết vịt sống hài hòa lòng vịt chín, món tiết canh thần tiên lấp lỗ hồng sọ dừa. Vào cuộc nhậu có kẻ rất sợ tiết, dù ở đời họ máu tiết canh nhau. Thì làm sao, thì làm gì nào? Khi ta thi tài với con nít lối xóm, cờ tướng, cờ vua, cờ ngựa, cờ ô, và chơi lại trò xưa đơn giản như là không có gì, ván âm dương, kim mộc thủy hỏa thổ. Năm ô cờ sắp xếp cả thiên hạ, ngồi xổm chơi hay bể đất thì tùy. Và nghêu ngao lõng thõng hò vè, và chơi lại trò xưa đơn giản như là không có gì, ván âm dương, kim mộc thủy hỏa thổ. Năm ô cờ sắp xếp cả thiên hạ, ngồi xổm chơi hay bệt đất thì tùy. Và nghêu ngao lõng thõng hò vè, run dế du dương ảnh ương đắm đuối. Và ngào nghễ khúc đồng dao nhăng cuội, lời trẻ con phấp phới ngũ hành kỳ.